Bộ phim dị nhất 2022, Gã Hề Điên Loạn 2, đã được ra mắt vào lúc nửa đêm. Bộ phim này có khẩu vị khá mặn nên chuẩn bị một trái tim khỏe. Chú Hề vừa tiễn một người sang thế giới bên kia, rồi lục ví tiền của người ta, sau đó nghênh ngang đi vào tiệm giặt là. Vứt cả thân đồ bẩn vào trong máy giặt, dùng số xu vừa lấy được chọn chế độ giặt nhẹ, cầm lấy tờ báo gần đó, ngồi tự đọc tự vui. Đột nhiên có một tiếng động cắt ngang hứng thú của chú Hề, thì ra là một cô Hề. Chú Hề có chút nghi hoặc, bây giờ có nhiều Hề vậy à? Nhìn thấy cô gái vẫy tay chào, chú Hề cũng lịch sự vẫy lại, hai tên điên còn cùng nhau chơi đập tay. Tiếng động đó đã đánh thức chủ tiệm đang ngủ gật, nhưng trong mắt ông, chỉ có một tên thần kinh đang tự ngồi vỗ tay với hư không. Sau khi giặt đồ sạch rồi, chú Hề vắt khô nước, còn không quên lau sạch sàn nhà, dọn dẹp xong mọi thứ. Hắn lắc lư ra khỏi tiệm, mà chủ tiệm thì trực tiếp ú hòa. 5 năm sau, chú Hề lại xuất hiện lần nữa, chỉ vì muốn tìm ra hai chị em Sienna và Jonathan, rồi dâng họ cho thần chết vào đêm Halloween. Chú Hề tắm rửa sạch sẽ, biểu diễn Hề cho mọi người một cách vô hại, cho đến khi Sienna mở hộp quà hắn tặng ra, thì đã bị dọa cho không dám thở, mà chú Hề lúc này lấy ra cây súng săn, bắn chết toàn bộ khán giả, chỉ còn lại một mình Sienna, thì ra tất cả đều là Sienna nằm mơ. Nhưng mà ngày hôm sau, cô đã thực sự chạm mặt chú Hề không hề làm hại cô, chỉ là luôn bám theo âm hồn bất tán. Lúc hắn chơi đùa đến hăng say, thì nhân viên trong tiệm đã cắt ngang trò đùa ác của hắn. Chờ Sienna rời đi rồi, chú Hề lật biển đóng quán, quyết định phải hơn thua với anh chàng này. Chú Hề mua một cái chuông định trả tiền, nhưng thứ móc ra từ trong túi lại là xích sắt, cờ lê, búa bự, dao chặt gà. Cuối cùng cũng móc ra được 5 đồng. Này, anh coi tôi như đồ ngu hả? Tiếng hét này khiến chú Hề giật cả mình, nhưng một giây sau. Ngày hôm sau, chú Hề hiên ngang đi đến nhà một hộ dân, bởi vì hôm nay là Halloween, chủ nhà nhìn thấy chú Hề cải trang giống thật quá cũng không để ý nhiều, nhưng lại bị những hành động kỳ quái của hắn làm cho hơi phiền, nên đã ném kẹo tùy ý lên người hắn, cũng vừa khéo nhìn thấy một đống công cụ trong túi hắn, cô sợ hãi nhanh chóng đóng cửa. Buổi tối là vũ hội Halloween, cô gái đang trang điểm chuẩn bị đi, thì dưới nhà bỗng có tiếng động truyền đến, chú Hề vậy mà đã tự nhiên đột nhập được vào nhà rồi, kết cục của cô gái cũng dễ đoán. Chú Hề thẳng tay lột một lớp da của cô ra, sau đó lấy hộp muối rắc lên vết thương, giày vò cô đến chết thì thôi. Ở bên kia, Sienna cũng trang điểm xong đi đến vũ hội, chỉ để mình mẹ ở nhà. Đúng vào lúc này, gara có tiếng động truyền lên, chiếc xe yêu thích của gia đình bị bôi một tầng bánh kem. Bà còn tưởng đây là đứa trẻ hư nào gây ra, lúc bà lau sạch vết bẩn trên kính, bên trong chính là chú Hề đang ngồi đó. Lúc này Jonathan vừa hay về đến nhà, cậu nhìn thấy thảm trạng của mẹ mình. Chú Hề trực tiếp lấy ra cây kim khổng lồ, Jonathan sợ hãi co giò bỏ chạy. Lúc cậu sắp sờ tới được vũ khí, nhưng cuối cũng vẫn bị chú Hề tiêm cho một mũi, mà Sienna trong vũ hội cũng không thể thoát khỏi. Đúng lúc cô đang rất happy, thì cô đã bị cô Hề nhắm vào. Lúc bạn bị một sinh vật như thế này nhắm vào thì sẽ vui thế nào? Sienna bị dọa đến lắp bắp, nhưng những người khác đều không nhìn thấy sự tồn tại của cô Hề, còn tưởng là Sienna uống say, bạn thân chỉ đành đưa Sienna về nhà trước, đang nửa đường lại nhận được điện thoại của em trai. Là cô Hề gọi đến, bọn chúng đã bắt Jonathan đi và bảo Sienna đến công viên khai tiệc. Cô bạn thân ngồi chờ bên ngoài lần đầu tiên bị tấn công, nhưng cô bạn này vạm vỡ cường tráng, vậy mà lại đá ngược được chú Hề, sau đó xách váy chạy vào công viên, nhưng cuối cùng lại chạy vào chỗ chết. Chú Hề lấy ra chiếc búa đặc chế của hắn, một chai axit tạt thẳng lên mặt, sau đó hắn đập cô thành cái tổ ong. Sienna nghe thấy tiếng hét thảm chạy đến, thì bạn thân đã không còn hình người nữa. Chú Hề lại đứng một bên thản nhiên quan sát, lúc này Jonathan cũng đã đuổi đến. Sienna nhân cơ hội nhặt thanh gỗ dưới đất lên, đâm vào bụng chú Hề. Jonathan co giò bỏ chạy rồi, nhưng Sienna lại không ổn. Chú Hề túm được cô đập cho một trận, cho đến khi cô chỉ còn thở yếu ớt, hắn mới chạy đuổi theo Jonathan. Sienna run rẩy bò dậy, nhặt cây búa tự chế của chú Hề lên, mà lúc này Jonathan cũng bị hắn ta bắt được. Hắn lấy con dao dọc giấy ra, đâm loạn vào người cậu bé. Đúng lúc hắn ta đang đắc ý, thì Sienna đã lặng lẽ đến sau lưng hắn, một phát đập vào bụng hắn, sau đó lại găm thêm một phát nữa lên đầu hắn. Vết thương nặng như vậy, vậy mà còn chưa lấy được mạng hắn, hai chị em dìu nhau đi vào nhà ma. Không ngờ là chú Hề cũng bám theo, Sienna một lần nữa lao vào đánh nhau với hắn. Nhưng mà lần này không được may mắn như vậy nữa, sau khi giao đấu mấy chiêu, Sienna vẫn chưa chiếm được chút lợi thế nào. Nhìn thấy em trai bị roi đánh tới tấp, Sienna là chị, đã thay em trai chịu đòn, thỏ gấp lên còn biết cắn người. Nói gì đến Sienna? Cô bắt lấy cây roi đánh đến, vậy mà lại giật được nó,
hiện giờ đổi thành CNN là thợ săn. Cô đánh cho chú hề khóc lóc kêu cha gọi mẹ, sau đó rút một cây đinh ốc siêu to, cắm vào hộp sọ hắn. Phen này thì chắc chết hẳn rồi chứ. Lúc cô buông lỏng cảnh giác, chú hề lại đứng lên lần nữa, hắn bóp chặt cổ họng CNN. Jonathan cũng chạy đến giúp sức, lại bị hắn ta hất ra. Lúc này cậu bé cũng vừa khéo nhìn thấy khẩu súng dưới chân chú hề, cậu liền nhảy bổ lên, đúng lúc chị gái sắp không chịu nổi, phát súng này không bắn trúng đầu. Bạn đoán xem chú hề có còn sống không? Đáp án chính là thi thể của hắn biến mất rồi, mà Jonathan cũng biến mất theo. Sienna hốt hoảng đuổi theo, chú hề một lần nữa bóp lấy cổ cô, sau đó đẩy cô xuống tầng hầm. Nhưng mà sức sống của Sienna cũng không kém, cô còn chưa bị ngã chết, còn phát hiện ra một cái hố sâu bên dưới. Sienna vừa đứng lên, đã bị chú hề đâm cho một dao, cô rơi xuống hố sâu. Chú hề đắc ý vứt vũ khí xuống, mà Sienna lại tỉnh dậy trong một cái thùng đựng hàng. Cô từ sống lại đến chết, dường như đã trải qua một vòng luân hồi. Trong lúc mơ hồ thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Jonathan. Sau đó, một cảnh tượng thần kỳ diễn ra, cây dao dài đâm Sienna vậy mà đã thức tỉnh rồi, mà vết thương trên bụng Sienna cũng liền lại theo. Có được bổ sung năng lượng, cô chậm rãi mở hai mắt, bò ra khỏi hố sâu, sau đó một dao đâm thẳng vào lưng chú hề. Lần này, Sienna không hề cho hắn có cơ hội thở, đâm một nhát còn chưa xong, sau đó lại đâm thêm dao nữa, nhát thứ ba, nhát thứ bốn, cuối cùng còn chặt luôn cả đầu hắn. Vốn tưởng là câu chuyện đã kết thúc, cô hề lại xuất hiện vào lúc này. Cô ta không hề tấn công, mà là ôm lấy đầu của bố rời đi. Cuối phim có một phân cảnh khẩu vị rất nặng, đoạn này tôi không kể được đâu. Chú hề lại xuất hiện lần nữa bằng phương thức quỷ dị. Nếu thấy hay thì các bạn hãy tìm xem bản phim đầy đủ nhé.